Các bạn thân mến, phúc mạc là tấm thanh mạc lớn nhất trong cơ thể. Nó tạo thành một khoang rỗng trong ổ bụng gọi là ổ phúc mạc. Ổ này kín ở nam giới nhưng hở ở nữ giới, tại vị trí mà phễu của vòi tử cung mở ra để tiếp cận với bề mặt của buồng trứng. Về mặt chức năng, phúc mạc đóng góp một vài vai trò đối với cơ thể, đặc biệt là chức năng cơ học. Nó giúp đính các tạng vào thành bụng và với các tạng rỗng như dạ dày, một phần đại tràng hoặc phần lớn ruột non. Nó giúp các tạng này di chuyển trong ổ bụng trong một giới hạn nhất định khi chúng thực hiện chức năng. Lớp dịch bề mặt trong lòng ổ phúc mạc cũng giúp các tạng này trượt lên trên nhau một cách dễ dàng. Phúc mạc cũng tham gia chức năng miễn dịch của cơ thể bằng cách nó cho các đại thực bào và một số lympho bào khác di chuyển qua phúc mạc cùng với dịch của ổ phúc mạc. Lớp trung biểu mô của phúc mạc cũng có thể trở thành các nguyên bào sợi. Nó khiến cho phúc mạc bị dính khi có viêm nhiễm trong ổ phúc mạc hoặc các tạng có liên quan mật thiết, ví dụ như ruột thừa. Và điều này cũng giải thích hiện tượng dính phúc mạc sau phẫu thuật. Một chức năng nữa của phúc mạc và ổ phúc mạc đó là áp lực của ổ phúc mạc luôn thấp ở mức 2 đến 10 mm thủy ngân. Điều này giúp cho việc lưu thông máu từ các mạch máu tới các tạng mà chúng nuôi dưỡng trở nên dễ dàng. Và khi nào đó áp lực của ổ phúc mạc tăng do tụ máu hoặc dịch trong ổ phúc mạc với nhiều nguyên nhân chấn thương, viêm nhiễm hoặc do phù nề. Áp lực tăng này sẽ ngăn cản việc di chuyển của dòng máu tới nuôi dưỡng cho các cấu trúc. Về cấu tạo mô học, phúc mạc bao gồm hai lớp tấm thanh mạc trơn nhãn hướng về phía lòng của ổ phúc mạc và tấm dưới thanh mạc phần cấu trúc giúp phúc mạc gắn lỏng lẻo với mô liên kết ở ngoài phúc mạc nhưng giúp dính chặt vào bề mặt của các tạng khi chúng phủ lên trên bề mặt của các cấu trúc đó và tấm dưới thanh mạc còn tồn tại ở vị trí giữa các lá của phần phúc mạc trung gian. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ mô tả các đặc điểm giải phẫu của phúc mạc, những đặc điểm rất khó tưởng tượng bởi các tạng nằm ở trong ổ bụng và chiếm các phần không gian của khoang rỗng này khá phức tạp. Và mô tả đầu tiên, chúng ta sẽ xem các phần cấu trúc của Phúc Mạc dựa trên một mô hình tưởng tượng như sau. À, chúng ta có thành bộ. Chúng ta có các tạng nằm áp sát với thành bộ. Hoặc lồng vào trong lồi vào trong lòng ổ bộ. Chúng ta sẽ thấy Phúc Mạc ở bên trong ổ bộ sẽ phủ bề mặt của các tạng hoặc bọc toàn bộ của bề mặt các tạng phủ phần lớn bề mặt của các tạng và lót ở bên trong của bụng. Chúng ta sẽ thấy phần phúc mạc lót ở bên trong ổ bụng, chúng ta gọi đó là phúc mạc thành hay là lá thành của phúc mạc. Phần phúc mạc bọc lấy các tạng, toàn bộ một phần hay chỉ phủ một mặt của các tạng đó thôi được gọi là phúc mạc tạng hay còn gọi là lá tạng của phúc mạc và phần phúc mạc giữa phúc mạc thành và phúc mạc tạng với các tạng được bọc toàn bộ bởi phúc mạc được gọi là phần trung gian của phúc mạc Phần trung gian này bao gồm có các mặt treo, các mặt nối và các dây chẳng. Như vậy chúng ta thấy hình ảnh một tấm thanh mạc trong khoang bụng tạo nên một khoang rỗng có tên gọi là ổ phúc mạc. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các phần cấu tạo của phúc mạc. Đây là hình ảnh chúng ta quan sát thấy các tạng ở trong ổ bụng với một phần các tạng đã được cắt rời ra khỏi ổ bụng, à, chúng ta sẽ chỉ còn thấy khối manh tràng ruột thừa cùng với cả phần đại tràng lên, một phần đại tràng ngang, một phần đại tràng xuống, đại tràng xích ma, trực tràng và ống hậu môn. Với các cấu trúc thuộc hệ tiêu hóa thì chúng ta còn quan sát thấy tá tràng tụy và chúng ta còn thấy các tạng nằm ở phía sau phúc mạc nữa, đó là các thận và tuyến thượng thận trên hình ảnh này chúng ta có thể quan sát thấy hai nhóm cấu trúc được phủ một mặt bởi phúc mạc thôi đó là các thận tuyến thường thận ở bên phải và bên trái chúng ta có tá tràng và tụy các cấu trúc này được gọi là các tạng nằm sau phúc mạc các mạch máu bao gồm có các mạch máu lớn như động mạch chủ bụng và tính mạch chủ dưới và các nhánh của chúng cũng nằm ở sau phúc mạc những tạng ở trong chậu hông trực tràng ống hộ môn và trước đó nữa đó là tử cung âm đạo nếu là ở nữ giới và là bằng quang ở cả hai giới chúng đều được chỉ phủ ở bên trên bởi phúc mạc mà thôi và vì thế chúng được gọi là các tạng ở dưới phúc mạc trên hình ảnh này chúng ta không nhìn thấy các cấu trúc được bọc phần lớn bởi phúc mạc các đoạn đại tràng sẽ được phủ bởi mặt trước và các mặt bên bởi phúc mạc chỉ hở ra một mặt tiếp cận với cả khoang ngoài phúc mạc ở phía thành sau của ổ bụng hoặc là một tạng nữa được bọc bởi phần lớn phúc mạc đã được cắt rời ra khỏi hình ảnh này và chúng ta thấy vị trí hở ra ở mặt dưới của cơ hoành nơi có mô liên kết ngoài phúc mạc tiếp xúc với bề mặt của cấu trúc đó đó chính là gan trên hình ảnh này chúng ta cũng quan sát thấy các tạng được bọc toàn bộ bởi phúc mạc. Đó là một phần của đại tràng ngang, hỗng tràng đoạn đầu tiên và đoạn cuối cùng của hồi tràng. Các cấu trúc này sẽ được đính vào với thành sau của cơ thể thông qua các phần phúc mạc trung gian có tên gọi là các mạc treo. Trên hình ảnh này chúng ta cũng được thấy các phần phúc mạc có liên quan tới dạ dày đây chính là hình ảnh phần dạ dày tiếp cận với các phần cấu trúc khác thông qua mép bám của một phần mạc nối lớn hoặc sự liên kết với dạ dày với gan thông qua mép bám của mạc nối nhỏ và chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các phần phúc mạc liên quan tới từng tạng trong ổ bụng với tạng đầu tiên là gan chúng ta sẽ xem lại hình thể ngoài của gan à, chúng ta có hình ảnh mặt tạng của gan trong bối cảnh gan đã được lật lên trên và ra sau à, chúng ta nhìn thấy mặt tạng của gan với hố của túi mật À, phía sau chúng ta có rãnh của tính mạch à, chủ dưới à, chúng ta có rốn gan bên à, trái chúng ta có khe dây chẳng tròn và khe dây chẳng tĩnh mạch khe dây chẳng tròn phía trước và khe dây chẳng tĩnh mạch ở phía sau à, chúng ta có hình ảnh của dây chẳng tròn thoát ra ở bờ dưới của gan liên tiếp với dây chẳng tĩnh mạch ở phía, phía sau à, chúng ta có một hình ảnh khác quan sát à, mặt à, hoành của gan À, chúng ta có bờ dưới của gan với khuyết dây chằng tròn nơi mà dây chằng tròn, tròn lộ ra. Và chúng ta sẽ thấy chỗ bám của phúc mạc, các phần phúc mạc liên quan tới gan à, tại các vị trí sau. Và đây là hình ảnh phần phúc mạc liên quan tới thùy phải của gan, phần bên phải của gan. Phần phúc mạc này sẽ liên tiếp ra phía trước với lá sau của mạc nối nhỏ và lá sau sẽ liên tiếp với lá trước của mạc nối nhỏ ở bên trái cũng tương tự chúng ta sẽ thấy có các phần phúc mạc nơi phúc mạc tạng bọc lấy gan sẽ liên tiếp với phúc mạc thành phủ ở mặt dưới cơ hoành phần phúc mạc ở bên thủy trái sẽ liên tiếp với mép bám của lá trước dây mạc nối nhỏ và chúng ta có một vùng của gan không có phúc mạc phổ, chúng ta gọi đó là vùng trần của gan tương tự chúng ta sẽ quan sát tới hình ảnh vùng trần của gan trên mặt hoành với các phần liên tiếp với chỗ bám của dây trần vành à, chúng ta sẽ có các cấu trúc phúc mạc đính gan vào với cả mặt dưới của cơ hoành. À, đây là hình ảnh vùng uh, trần của gan. À, chúng ta sẽ mô tả các uh, mép bám của các uh, phần phúc mạc này. Uh, gan được treo vào mặt dưới của cơ hoành bởi uh, hai cái dây chẳng chính, đó là dây chẳng vành và dây chẳng uh, liềm. Trong đó dây chẳng vành có lá trên với các phần phải và phần trái. Chúng ta có phần phải lá trên của dây tràng vành. Và tương tự chúng ta có phần trái lá trên dây tràng vành. Đây chính là hình ảnh của các phần bên phải và phần bên trái lá trên dây tràng vành. À chúng ta có hình ảnh của các phần phải và trái. Khi chúng ta lật gan lên trên và ra sau Tương tự chúng ta sẽ thấy lá dưới của dây tròng vành với các phần phải Lá dưới Dây tròng vành Và đây là phần trái Lá dưới Của dây tròng vành Ở hai đầu thì các phần của các dây tròng này Tiếp xúc với nhau đi sát với nhau để tạo thành các phần dây chẳng tam giác chúng ta có dây chẳng tam giác phải và dây chẳng tam giác trái dây chẳng tam giác phải và dây chẳng tam giác trái và khi đối chiếu với hình ảnh của ổ bụng đã được cắt rời gan ra thì chúng ta cũng sẽ thấy hình ảnh của các phần phải và phần trái lá trên của dây tràng vành, phần phải và phần trái lá dưới của dây tràng vành. Tại hình ảnh này thì chúng ta sẽ thấy việc liên tiếp nhau giữa phúc mạc thành và phúc mạc tạng bọc lấy gan thông qua phần phúc mạc trung gian được gọi là dây tràng vành. Phúc mạc sau khi lót mặt dưới của cơ hoành tới mép bám là lá trên của dây chằng vành thì sẽ quạt ra trước để liên tiếp với phúc mạc phủ mặt hoành của gan à sẽ liên tiếp với phần phúc mạc phủ mặt hoành của gan. Tương tự, phúc mạc phủ ở mặt trước của thành bụng dưới và cơ hoành cho tới lá dưới của dây chằng vành phần phải và phần trái thì quạt ra để phủ phúc mạc ở mặt dưới của gan. Phủ phúc mạc ở mặt tạng của gan và phần phúc mạc quạt ra liên tiếp giữa phúc mạc thành phúc mạc tạm được gọi là dây trồng vành các phần phải và trái của lá trên dây trồng vành sẽ liên tiếp với các lá phải và lá trái của dây trồng liềm chúng ta có hình ảnh của lá trái dây trồng liềm và lá phải của dây chằng liềm. Đây cũng là các phần phúc mạc trung gian giữa phúc mạc thành và phúc mạc tạng. Sau khi phúc mạc tạng phủ mặt hoành của gan cho tới lá phải thì sẽ quạt ra trước để liên tiếp với phúc mạc phủ mặt sau của thành bụng trước bên phải. Tương tự, phúc mạc phủ mặt hoành của gan ở bên trái tới mép trái của dây chằng liềm thì sẽ quạt ra trước để sau đó liên tiếp với phúc mạc lót ở mặt sau thành bụng ở bên trái và hai lá này tạo nên dây chẳng liềm trong đó bờ tự do của dây chẳng liềm đấy chính là nơi mà dây chẳng tròn gan chạy xuống dây chẳng tròn gan chạy xuống để tận hết tại rốn chúng ta cũng sẽ quan sát một hình ảnh nữa để thấy chỗ bám của các dây chẳng vành và liềm một thiết đồ cắt đứng dọc qua ổ bụng bên phải tại vị trí có gan, chúng ta có thành bụng sau, thành bụng trước, cơ hoành, à, tựa lên trên thành bụng sau thì chúng ta có thận và bên trên đỉnh nó là tuyến thượng thận. Chúng ta có ở phía trước thận, áp sát vào mặt trước thận thì có đại tràng ngang và góc đại tràng phải và phía trên trước trên chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của gan à, chúng ta có một mặt cắt đứng dọc qua phần phải của bụng nơi mà chúng ta cắt qua thận phải tuyến thượng thận phải và phần cấu trúc ở phía trước đã được uh, cắt rời ra rồi đó là gan. Ở uh, ngay phía trước so với cả cực dưới của thận thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của đại tràng ngang và góc đại tràng phải. Vậy uh, phúc mạc uh, bọc các cấu trúc tại vị trí này như thế nào? Uh, trước tiên, thận thì sẽ được uh, và tuyến thượng thận thì sẽ được uh, phủ ở phía trước bởi uh, phúc mạc đây là cấu trúc nằm sau phúc mạc và sau đó phần phúc mạc này sẽ tiến tới bọc lấy đại tràng ngang rồi sẽ liên tiếp ở phía dưới với phần phúc mạc phủ mặt trước của thành bụng sau chúng ta sẽ có một phần mô liên kết kết dính mặt sau của đại tràng ngang với mặt trước của thận đây chính là vị trí mà đại tràng ngang liên kết với cả mặt trước của thận thông qua mô liên kết mà không có phúc mạc phủ với gan thì phúc mạc phủ ở mặt tạng của gan cho tới lá dưới của dây trồng vành thì sẽ quạt ra để phủ liên tiếp với phúc mạc phủ mặt trước của thận tuyến thượng thận và hai bên thì đó là phúc mạc phủ cơ hoành tương tự phần phúc mạc phủ mặt hoành của gan cho tới lá trên, mép bám lá trên của dây trọng vành thì sẽ quạt ra để liên tiếp với phần phúc mạc phủ mặt dưới cơ hoành rồi liên tiếp với phúc mạc phủ thành bụng trước. Và chúng ta có các lá trên, lá dưới của dây trọng vành. À, chú thích ở đây. Lá trên dây trọng vành. Và đây là hình ảnh của lá dưới dây trồng vành. Giữa các uh, lá này là phần uh, gan lộ ra liên kết với cả mặt dưới của cơ hoành được gọi là vùng trần của gan. Chúng ta có hình ảnh của vùng trần. Còn uh, với dây chằng uh, liềm, chúng ta sẽ quan sát uh, trên uh, hình ảnh một thiết đồ cắt ra ngang qua ổ bụng. À, chúng ta có hình ảnh của một đốt sống à, ở phía sau. Chúng ta sẽ có các phần của thành bụng, à, thành bụng sau à, liên tiếp phía trước với thành bụng trước. Đây là hình ảnh chúng ta sẽ có một mặt cắt ngang qua vị trí cực trên của thận và tuyến thượng thận. Tại vị trí này thì chúng ta sẽ cắt qua các cấu trúc như sau. Ở ngay trước so với cả thành bụng sau tựa lên thành bụng sau đó là các phần thận và tuyến thượng thận. Chúng ta vẽ chung một nhóm các cấu trúc này ở phía trước thận và tuyến thượng thận ở bên dưới và ngoài trái chúng ta có hình ảnh của dạ dày chúng ta sẽ cắt ngang qua phần thân vị ở bên trái hơn so với cả thận và dạ dày thì chúng ta có hình ảnh của một khối cấu trúc thuộc hệ bạch huyết đó là tỳ và phần bên phải chắn ở mặt trước thận rồi lấn sang bên trái chắn ở phía trước của dạ dày à, chúng ta có hình ảnh một mặt cắt ngang qua các phần phải và trái của gan ngay trước cuộc sống thì chúng ta sẽ có một động mạch rất lớn động mạch chủ bụng nằm lệch ở bên trái và nằm sát ở bên phải sườn phải thì chúng ta có tĩnh mạch chủ dưới à, chúng ta còn có một động mạch nữa chạy ngược từ dưới đi lên để cấp máu cho à, thực quản và phần tâm vị đó là động mạch vị trái vậy phúc mạc khi phủ các cấu trúc này như thế nào phúc mạc phủ ở mặt trước các mạch máu lớn À, phủ cả động mạch uh, vị trái, rồi chạy sang bên trái phủ ở mặt trước của thận. để rồi phần phúc mạc này sẽ liên tiếp với phúc mạc uh, phủ ở mặt trước, uh, phúc mạc uh, phủ ranh giới giữa mặt uh, thận và mặt vị của tỳ và sẽ liên tiếp với phần phúc mạc phủ ở mặt sau của da dạ dày với phúc mạc phủ mặt trước của dạ dày tới bờ cong lớn sẽ liên tiếp với phần phúc mạc phủ mặt vị của tỳ rồi liên tiếp phúc mạc phủ mặt hoành của tỳ rồi liên tiếp với phúc mạc phủ, mặt, tì, phúc mạc phủ mặt thận của tỳ để chạy tới mặt trước của thận thì sẽ quạt sang trái phủ tiếp tục mặt trước của thận và liên tiếp với phần phúc mạc lót ở mặt trong của ổ bụng chúng ta sẽ có hai phần dây chằng chút nữa khi mô tả liên quan tới uh, uh, phần phúc mạc của dạ dày uh, chúng ta sẽ chỉ ra rõ hơn đó là các dây chằng vị tỳ và dây chằng thận tỳ dây chằng thận tỳ ở phần phúc mạc bên bọc dạ dày sau khi tới bờ cong nhỏ thì sẽ tiếp tục chạy về phía gan để rồi tạo thành mạc nối nhỏ. Trong đó lá trước của mạc nối nhỏ sẽ là phần phúc mạc phủ ở mặt trước và dạ dày kéo dài ra. Và nó sẽ liên tiếp với nhau các lá này tại vị trí cuống gan nơi mà chúng ta sẽ thấy có tĩnh mạch cửa ở phía sau có ống mật chủ ở phía trước phải so với tĩnh mạch cửa và động mạch gan riêng ở phía trước trái so với cả tĩnh mạch cửa. Còn phúc mạc bọc gan như thế nào? Phần phúc mạc bọc gan ở mặt tạm cho tới mép bám của lá dưới dây trong quanh thì sẽ quạt ra để liên tiếp với phần phúc mạc thành phủ ở mặt trước của thận. Tương tự tư, phúc mạc phủ mặt hoành của gan đến khoảng giữa đường giữa thì sẽ quạt ra liên tiếp với lá bên trái của phần dây chẳng liềm. Trong đó phần phủ mặt hoành của gan phần phải cũng sẽ tương tự liên tiếp với phần lá phải của dây chẳng liềm để rồi các lá phải và trái này sẽ quạt sang các bên phải và bên trái tương ứng tạo nên phần phúc mạc trung gian có tên gọi là dây chẳng liềm. Tại vị trí mặt cắt này, tại vị trí mặt cắt này, chúng ta sẽ cắt qua các lá phải và lá trái, lá phải và lá trái của dây chẳng liềm. Và phần phúc mạc của ổ bụng, lót trong ổ bụng sẽ liên tiếp sang bên phải, tiếp tục phía sau, phủ mặt trước thận của tuyến thượng thận, và à, liên tiếp với phần phúc mạc của mặt tạng của gan, tại vị trí lá trên của dây chẳng hoành có một cái phần hở ra của gan tiếp cận với bề mặt của thận và tuyến thượng thận đây chính là vùng mà gan vùng trần của gan liên kết với cả thận và tuyến thượng thận như vậy chúng ta đã chỉ ra được các phần phúc mạc thành phúc mạc tạng và phần phúc mạc trung gian có liên quan tới gan chúng ta cũng sẽ thấy ở hai đầu xuất hiện các mép bám của dây chẳng tam giác dây tràng tam giác phải dây tràng tam giác trái chúng ta thấy cái lá trên của dây tràng vành cũng sẽ liên tiếp với cả các lá phải và trái các phần phải và trái của lá trên sẽ liên tiếp với các lá phải và trái của dây tràng liềm và đây cũng chính là cái chỗ bám của các lá phải và lá trái của dây tràng liềm